Bảo nhang Phước Úc khởi tương yên, tuy khi nhan giả chí thành đăng bảo an nguyện cầu đệ tử bình an ni, Việt Nam thủ nền an vương thất ni, chuyển pháp luân ni, Nhật tăng huy kim niên kim nguyệt nhật thì đệ tử tâu quỳ Phật thánh mười phương ni, nước khói hương trên ni đàn giải thoát ni, thoáng mùi hoa ưu bát ni thơm bay ni. Nam mô Phật ngự phương Tây sen vàng y chói chói hiệu Phật này gì y đà ngự trước tòa lưu ly bảo điện Phật dưới trên cửu long ý phun thủy quỳnh tiên ca ý đàn đức tòa thì ngai vàng sợ sợ ơi phóng hào quang rực rỡ vân niên đi đi
tiền tả hữu ý. Bồ Tát Na Tăng Thiên Già Na Đức Hộ Pháp Ma Di Đà Thiên Tướng Vận Thần Thông Thánh Mẫu Thiên Đình
Quán Thiên Công Chúa Quế Quỳnh đôi bên, hội Quỳnh Tiên khăn điều, áo thắm trốn quảng ngàn, nội cấm vào ra cận môn tứ vị vua bà, công đồng thánh mẫu tam tòa, chúa tiên đền sòng sơn địa tiên, đền sòng sơn thờ địa tiên vương mẫu, chốn phủ dày nổi dấu thiên hương tình mời, thánh mẫu đệ tam xích lân long nữ ngự đền y thoái cung, năm quan hoàng tử tuần sắc rồng, trấn thủ năm phương quản cai, sơn hải đại sang đông cuông tuần quan thường ngàn tối linh, triều thượng tướng tiền hậu lai, lê triều thượng tướng tả yết
tiếc ta thúc thúc tiếc ngày lành tiếc mà thúc thúc tình tam ba tiếc anh hồi đồng mâu chứng ta bắt con mời mẫu đệ nhận chúa thiên sắc phong chế hạnh chế thường thiên ở về sa loan thánh giá hồi đó đệ nhị địa tiên cung thịnh thịnh mời mẫu đệ nhị chúa xưa lại vắng trong đề sau xong sơ thanh giá ngồi đề tam chúa thiên cung thịnh thịnh mời mẫu đề tam chúa thiên ngọc hồ thần nữ chân chân nhang phật phật khởi xuống thiên tượng đệ tử thiền thành hiện tại kinh lô phong quanh các nhân một thức biến mãn tập thường đích nhật ra biến đại tiêu tài trương nam mô hương vật thái bồ tát ma tát nam mô hương vật thái bồ tát ma tát nam mô thanh lang điện bồ tát ma tát sa hoàng thanh gia phục mạng đế định tôn toàn không quả đến đỉnh đỉnh hưng đạo đại vương chặt chặt chiều hưng đạo đại vương ngồi mười tháng tám học học thường đạo cầu thanh giá hồi mà đời chân chính có mang mang hải vương tử đề tạm ngài dòng dõi bao phen sắp phá chi kỳ sinh cô đệ nhất cô độ chỉ chứng mình thành ra tên gọi đại hòa tấu vương cô đội tên gọi đại hòa cô thông minh chính trực đảm đang mọi vẻ thành ra tờ mờ nhạc trong không gian ngoài cửa bể tờ mờ thuyền thoi thu bé cắm lá cờ vu phong để đào lại lãng xa trong thỉnh thoi cầu bé cửa đông đông ngược về phục mạng đế định tôn quan ai phục mạng đế định giao y sát quỷ ông lớn sử tình tình chắc ta mưa thuận thuận đi gió hòa cầu xin đi mưa thuận gió hòa đổ cho mấy trăm họ muôn nhà một nhà bình bình an mắt con mời để nhất nhất tu đông qua lại lầm lầm mà chắc chắn dáng chắc chắn dáng chí thân thân thông tôn quan lục chí thân thân thông quyền thua tam giới tôn nông
loạt giáng lên chầu thượng thiên, loạt giáng lên chầu không ban sắc chỉ có công họ quan lớn gia uy. Quyền ca hoa giáp vũ tinh vì hoàng hiền ứng công
nhập ánh môn xứng thần cũng bệnh nga tức giận bá can thấy chính phủ giáp mặt trong môn triệu thần đảo sinh bài câu sáng một cánh đồng số ký định quy tên quân mệnh thực khán nữ tử ngũ đi a thử nhất đi tân tường phòng mà ký cắm mà từ nhân đồng tiếp chí kỷ quân thành trình để do chị kim quyệt sắp nhật thủ tiết thương hoa kim cân tình vũ thu trần quỷ sớ văn tâu tài cha đa nhất cửu trùng thiên thanh vân công chúa cũng thiên hạ thiên phủ điện vị hoàng tử vương quan chư vị âm sa cai hồng thủ bảy thánh điện thiên phủ thứ thiên sứ giả trường bạ tà quan nhân tiết thủy đào ngộ chúng vị điện ngũ vọng thánh tử động thủy chứng giáo phụ nguyện cam giác hội đồng chư tử tôn trang giám tổng tư giá ngự thứ tự quán lâm tá khẩu nhi thông truyền hội đồng chuẩn nạp lễ tử đồng thị nhiên kim nhật hướng hữu tướng vọng truyền phong vân tâm tín viên minh trường thòi hợp cách thành đồng kha nhãn nhi nhi thông truyền chỉ pháp nhất tân kiến pháp vạn vội thừa hoan đắc mộc thánh ân bất thắng thuyết thiết bình doanh chi chi cần sơ thiên thuận quy mão liên hợp nhất huyệt tỷ tập ngũ nhật đệ tử thành tâm hòa lam thường cầm bút cầm nghiền tay quan cầm bút cầm nghiền ra tay hạ bút ngài chép biến rõ ràng đổi công danh nhờ ơn Phật thanh lọc hoàng ân này mang đến tự nhiên hơn qua tiếp lọc ba tà đệ tử trường sinh về cho đôi chữ trường sinh chữ phú chữ quý khang ninh thọ trường về cho phúc lộc càng cửa nhà vinh hiển đi mọi đường anh thông chứng rằng học tập đề nạp thiên tạo sứ văn đề nạp thiên tạo tu lên cho tới ngôi cao đế đình hạ trình thỉnh thử lòng lòng cung cung giả kim phục hoàng thân đại phật thanh chúa thiên trung trung vương ca lăng thâm gia ấm từ bi bất chúng sinh phố nga kim linh lệ hai quang phả chiếu đàn gì biến dành dành đồ cho đệ tử trường sinh chúng phụ chữ quý khang ninh thọ trường thế cho phúc lộc ba cửa khai quốc xúc nhà thắp cờ diệu quang minh chiếu hình nhân ngã tinh tăng cung giả kim phục hoàng thân thần thánh chúa thiên trung trung vương ba mang ra ấm tử đi bệnh chúc sinh phố kim đinh đinh lẻ hai qua phản diễn thiên tô khăn áo dốc lên con lớn về khăn áo dốc lên tôn quan tấu đôi chép biên dành dành đồ cho đôi chúng trường sinh
cơ diệu quang minh chức làm duyệt lão thích tăng cung hòa kim cô hòa tâm nhật thuật thanh thư thiên thượng đường chức phủ chức đàn quan về chức phủ chức đàn đô cho đệ tử được buôn và tốt tươi đô cho tài lộc thơ
quân thân vai đạo làm tôi trên đẹp lòng trời dưới đẹp lòng dân hội đồng tứ phủ yên quân quân chỉ ra bàn sỏ sinh số tử liền châu phê. Ai ai nghi chúc chúc chinh biển là đường nước tiền tình này quỳ ra xuất thanh non con lớp ai toát lớp lớp mồ con sông đường thành ra giám sát tuyệt tài trên thượng ngàn quan giám tuyệt tài thông thông chỉ tam giới ông tài thiên đình vô nguyên xưa ông tài thiên đến ngày coi sắp cung cung dịch dịch ngày lâu lâu đã
số tử trên đời sổ sinh. Quan tiền chép không sai số nào. Lại nở ra dòng
trứng rồng lại nở ra rồng hà thông lại nảy trôi thông dương già bút hương thông ngạc ca khoa dân dân an quốc thái sướng ca chơi bời quân thần thần phải đại làm tô cốc thực cốc lương quan về cốc thực cốc lương độ cho đệ tử bình yên đời đời trên yêu điện tử bực ngờ phê vào chữ son đồ cho đệ tử bình bình à đổi diện cho đông gương soi đổi diện cho đông tâm thất an lạc đồng hân hoan quan về chắc bóc dương ra trái chút cho đồng về trái chút cho đồng cho yên bản bệnh cho thân bức vàng cho đồng bóng lịch khôn ngoan cốc công thật cốc tiền quan về cốc thật cốc tiền độ cho đệ tử mọi yên tinh hoa độ cho phú quý bình bình hoa quạt mắt cho đông quan về quạt mắt cho đồng cho yên bản tay cho thân vững vàng cho đồng bóng lịch cô nô ngoa tài năng phát triển đi đảm đang mọi bề cho đồng qua bước sông sông mê mở phủ khai hồ quan về mở phủ khai hồ độ cho đệ tử bình an đời đời bước tiến qua lấy ở trên trời tưới cho cây lộc được xanh tươi rực rỡ bốn mùa kết trái đơm hoa lấy ở biển đông nước thần lấy ở biển đông tắm cho đệ tử xanh không lầu lầu nước thần lấy ở sông sông dâu trên theo Phật thánh dưới theo đồng thầy trên ưu điện ưu trời hội đồng cứ phủ nghiêm quân quân tam hai sinh sinh ngã hai tam hai ngộ ngã hai nhất an tam hồn định nhị an thất phách định tam an thất thể sáng bản mệnh đắc trường sinh cấp cấp như luân linh
sông lên tỏa sang sơn san sát hồ không đâu đâu bằng đền thờ quan giám sát đôi nhà đá lộn nhùng nước chảy tràn tràn vạt vạt thu hẳn nơi ấy
nhân bao nước chi. Quản tam giới ngài thiền hành sinh sát nương lương càng khôn ngài phát song tay quan không thừa thượng đế xưa nay quyền hành quan giám chức dày tiên cung. Sở hồi đồng trong tay quan quyền chép mệnh trần gian sinh tử xót ai có phe ngự cảnh trác đài có tiết diệu thánh thơ bài trăm năm thiên thơ lý bạch có tiên ai giám vi diệu lưu ly tiểu thí coi chi qua năm xem bông hoa cúc hoa kỳ hoa lan hoa huệ tứ kỳ bách bách hoa ra tơ phổ vương quan tôn tôn thật đà quan thái tử đề ta phi phương diện mạo đoan trang ý khác thường chiết nha tấu về thì phổ dương ra các tòa thiên đình địa phổ diêm la là chốn diêm la thiên đình địa phổ diêm la tấu về cho thời vua cha đồng
nhất định bốn dòng là chúa thị cùng. Văn sơ dốc lên thương tài, văn sơ dốc lên tôn quan tam phủ về chép biến dành dành đồ cho đôi chữ trường sinh. Khai quốc dung nhà thấp cơ diệu quang minh, chiếu hình nhân ngã tích tăng cung giả, kim phục hoàng thân cận hoàng thanh chúa thiên trung vương. Chứng giám làm duyên quan về, chứng giám làm duyên trước về bảo hộ bình yên cho đồng sầu là tu tông tà mà. Mở phủ khai đàn quan về, mở phủ khai đàn đồ cho đệ tử được buôn buôn vàng tốt tươi đồ cho tài lộc cơ người. Làm lễ kéo cầu quan về, làm lễ kéo cầu đồ cho đệ tử được sang giàu vinh hoa đồ cho phước đẳng ngà xa. Châu quê châu cây châu này, châu quê châu cây mẹ ra sấm linh cha ai nhận đầu con về từ trước ai giàu giàu. Lại nở ra dòng trứng thông, lại nở ra dòng nghề a thông, lại nảy trôi thông dược già bốn mùa vọng lạc can qua. Dân dân an quốc thái, xương ca chơi bời vật 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 phải đại đà tôi. Cấp thần thần cấp lương quan bê, lương đồ cho đệ tử bình an đời đời lên trên như điện như giờ. Cấp thực cấp tiền quan phê, cấp thực cấp tiền đồ cho gia chủ, mọi biển tinh hoa đồ cho phước đặc đà xa. Bao nhiêu vân vân hải tông ra hải ngoài đồng về ra cấp sự tài. Cầm bút cầm nghiên tay qua, cầm bút cầm nghiên ra tay hàng bút ngài chép biết rõ ràng nổi công danh ý, nhờ ơn Phật thanh lộc hòa ngân ngài mang đến tự nhiên ơn quan tiếp lộc ba tà. Đổi diện cho đồng gương soi, đổi tướng cho đồng tâm thân an lạc, cho đồng hân hoan quan về chắc trong vương gia. Trải chuốt cho đồng quan về, trải chuốt cho đồng cho yên bản bệnh, cho thân vững vàng, cho đồng bóng lịch ôn hoa. Tài năng phát triển lên đảng tàng ngoại về, cho đồng qua bên sông sông mê. Làm tôi trên theo Phật thánh, dưới theo đồng thầy trên như điện như giờ. Quạt mát cho đồng quang về, quạt mát cho đồng cho yên bản bệnh, cho thân bực vàng, cho đồng bóng lực ôn hoa. Mở phủ khai hồ quang về, tưới cho cây lộc đường xanh, tưới được là một mùa kết trái đơm hoa. L-
đây ở biển Đông nước biển ấy ở biển Đông ta tắm cho để tử sạch không lầu lầu nước thần thần lấy ở sông sông sông. Tắm cho để tử mọi về thành cao nước biển lấy ở sông sông tha. Thất phách lịch đà mà thất thể trang bản mạnh đắc trường sinh cấp cấp như luật linh. Phải đạo làm tôi quân thất, phải đạo làm tôi trên đẹp lòng trời, dưới đẹp lòng dân hội đồng tư vũ nghiêm quân quân. Bao phen
quan tâm phủ nhuộm đỏ. Ngày sông pha trăm trận già cơn mây biên tiếng đề ngàn với non sông trải giang khê lên ngàn xuống biển lạnh 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 ra ở quý địa xanh xanh lam đền thờ quan tam tiết kiều và ta lần lần nữ hồ thạch và cỏ kỳ thì lòng lâu đài biên cát dập dập nước về thì quốc quốc mộ thì truyền quân quân lấy ngọc lưu ly còn còn dập dập nước phép thì ai ta qua đại gia sông sông tha sông cả trở ra về đông đông ngà ba chạy chạy sương ca đàn nát đập đập tành khí ngâm ngâm phú vậy vậy đàn chạy chạy quán chơi bờ đoàn tiệc rồi về nơi thì thổ dòng dòng cân cân đai ý mũ vào thâu sai dăm dăm ba cô độc đạo tự theo hầu vào cung thương phố xa hầu mộng mộng thương có phen ngài phi phương biết hoa vào nghệ an thương hạ đài xa thiên dòng treo quế muôn lan khi chơi sông hát lúc quang sang sông tàu trên các lầu thì ngâm phú vinh ngoài sân trời ca chúc chén tiền vua trang xa ngầu phan triền phan đòi hoàng tử hương quang về cho mừng già lâu phát đòi nhân thứ kiếp sai lên ngài cứu trợ chân xa một tay thái tử đệ ta kinh sinh cũng lắm ông lớn dài oan cũng nhiều trong tam cõi cử châu về vòng ba kêu quan về đồ quốc thái dân an quan không thừa sắc chỉ ra ba sổ sinh số từ liệt hàng châu phê thành ra hồi vua phong trói trói sắc dòng kiều quan đệ tử oai hùng dày qua mười phương trên dài dưới đất quan
đi thông chi. Đạo Phật thiền xa cầu đem bát ngân ngân hà liệt hà tích tích đầu bay xa. Đồng con về thì trước công đầu.
lại nở ra rồng, trứng rồng lại nở ra rồng, hà thông lại đẩy sôi thông dược ra bút mùa phẳng lặng ca qua. Đường qua quê thật thật đường độ cho đệ tử bình an đời đời ứng trên lưu điện như nhà. Cầm nghiền tay quan, cầm bút cầm nghiền ra tay hạ bút ngài chép biên rõ ràng đổi công danh. Nhờ ơn thật thanh lộc hòa vân ngài mang đến tự nhiên ơn quan tiếp lộc ban tà. Cấp cấp thập cấp tiền quan về, cấp 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 tiền đồ cho đệ tử mọi miền vinh hoa đồ cho phước đẳng là xa. Cho đồng hương soi đổi đổi cho đồng tâm thân hoan lạc, cho đồng hân hoan quan lớn về chắc trong hương ra. Trải chuốt cho đồng quan về, trải chuốt cho đồng cho yên bản mệnh, cho thân vững vàng, cho đồng bóng lịch ôn hoa. Thiên lý đạp đang gọi về cho đông đông qua bên sông sông về. Quạt mát cho đông quan về, quạt mát cho đông cho thân bản bệnh, cho thân vững vàng, cho đông đông bóng đông khô hoa. Cắt tóc làm tôi có lớn về ngài, cắt tóc làm tôi trên theo Phật Thánh, dưới theo đồng thầy trên như trời. Khai hồ đỗ cho đệ tử đời đời bình an quan về và phủ khai hồ. Lấy ở biển đông nước tiền, lấy ở biển đông tưới cho cây lộc được xanh tươi rực rỡ bốn mùa kết trái đơm hoa. Lấy ở biển đông nước thật, lấy ở biển đông tắm cho đệ tử xanh không lầu lầu nước thật, lấy ở sông sông dâu. Phải đạo làm tôi trên đẹp lòng trời, dưới đẹp lòng dân hội đồng tứ vũ nghiêm quân. Tam tài sinh ngã lại, tam tài hô ngã lại, nhất là tam hồn định nghị an, thất thanh định đà màn, thể trang bản mày mày đắc chừa xây. Nhân nhân sinh quý thích chi chẳng gì hơn cửa Phật chốn non tiên. Sớm con lớn rung trời bẻ thanh rung ơi. Tôi niệm chữ A Di Đà
cứ phải con dung lại cái nhà thứ hai này, phá này trước này, nhựa như này. Chắc chắn sang anh linh trước về bảo dân tề.
sau ra từ chốc nguyên ta tinh phen này ra hoài chân thế biến tay văn văn sơ dâng lên thương ngài văn sơ dâng lên quan về tấu đôi xem biên dành dành đồ cho đôi chữ trường sinh vàng mã kim ngân dâng lên vàng mã kim ngân quan về tấu đôi xem biên dành dành đồ cho đôi chữ trường sinh tấu đôi chưa biết dành dành đồ cho đệ tử thường sinh thiên nhân thông vi ngài nhục nhớ ngài vi đông pháp giới vì quan tổ thể nhớ chiêu linh thông dục nhà thập ở giữa quang mình chiêu mã quan quan con tưởng nhớ
con tài cao. Đứng anh hào cỏ kim lực lấy khắp mọi miền đã dày thân cơ sống đâu đây thọ ninh ra thiết lập chính các
cửa sông đâu đấy phòng thờ tinh gia thiết lập ngôi đền thờ quan vật tranh. Cảnh ngắm thanh nhiều nơi lịch sử bồn đặt bày sĩ cổ triền lai bao phen sắt nhập sang đài vua ban sắp sắp sinh ông lớn quả cai triều đình. Ngôi phúc tinh nơi long châu hộ phục dưới tam đầu cuộn khúc châu lên lại lại quan triền tứ trụ đôi bên cùng nghênh đón rước ông lớn ở lên công đồng. Sắc ban phong ngài kim chi tam giới ngài chấp tà sát quỷ chư tinh quan lớn tuần ngài bàn phép buôn linh quyền ngài cai quản sư dinh nhà gia. Một con nguyện, một con nguyện tích dương công đức cúi xin ông ban phước hà sa con xin ông mở đường hải hà độ cho non nước muôn nhà hưng long. Hai con nguyện, hai con nguyện giữ lòng trong sáng sám hối ông con chẳng dám đơn xa xin ông về hạ quốc hoa khai độ cho Nam Việt đường biên tai bi thừa. Ba con nguyện, ba con nguyện đẹp hương dâng tiếng cúi xin ông thương đến đồng gia con xin ông mở đường hải hà đồ ai cũng được bạt hoa xa hương. Bốn con nguyện, bốn con nguyện đèn hương chi kính xinh lên nghi chàng tinh với nhà con xin ông về giáng phúc chữ tài độ cho con được chữ lòng tài công danh. Năm con nguyện, năm con nguyện chung thành tứ phủ trước hội đồng văn tú ba qua tôn nhà mở phủ nay tôn nhà mở phủ trước lên qua nguyện làm tôi thành công chẳng tham giàu nghèo. Sáu con nguyện tu theo tiên giáo ông khai tân học đạo muôn linh khai cho được trí thông minh khai cho cuộc sống được an bình đời đời. Đình đào tiên quan hiệu thất uy linh khác thừa thanh gia hồi lo đền dòng ông mai thanh ba vui mẹ đền dòng châu chơi phù tiên công đồng và thanh gia hồi lo trên ngàn dân quan quan tiên chúa trên nhà đông cung đời tận quan châu ba gia trên nghi hà gió quân nước rung rung dưới khe cá lằn mà chim bay về cánh quy tiền làm sao
canh khuya nguyệt là xa tan tiền thoi bàn nguyệt khoan khoan trèo gập gành ngà tôi tập tập gánh đồi thăm thăm núi cao trèo ra núi đó trèo về nhà xây trên thượng ngàn tôi tu anh linh cầm thú hồ lao về trầu
quyền giúp hai tam coi ngàn sâu chín tầng khe suối một bầu thiếu ra dòng chơi rừng quê chơi rừng đào khi ra lên to sáng soi khắp miền trần gian.
sau trình thành kính dâng lên, trước trình hoàn thành sau con trình vương cha, trình lễ quốc vương trên toàn hội đồng quan lớn lớn sau trình dâng cha. Rừng quê trên đảo.
từng quê trôi rừng đào. Trời nương mây trắng sao như lưng lưng mà đôi non non buồm phai gánh lăng ngoài. Non buồm phai quẩy lăng hoa ông cụ tuần vắng vào ra chơi bời khi thanh vang vang lúc lúc lại lên rồi. Thanh giá hồi lò thánh thoại thiên thay để tam trầu. Thanh giá hồi lò an thái xã danh có trầu đầu tư. Thanh giá hồi lò suy lân thiết lập một tòa cho năm vui cảnh vào ra sớm chiều. Thanh giá hồi lò châu lục cung ngưỡng sắc phong châu lục lục cung ngưỡng muốn vào bảo mà lành tộc mà quê hương thường. Địa chính tư tổ khi là nơi bà chúa tiên vâng lệnh chân đi tâm đồng bao tháng năm giờ đi mộng mộng
khỏe khéo phi phương, mặt hoa châu bà tinh hương lầu. Vẻ một màu bức trong thắm leo lèo, trách không trách già sao khéo vần vơ lỡ vô tình nhà vô tình lỡ em duyên tơ hoa chưa thắm một ngày kia mây vần vần mây át bóng mơ gót hài hoa cho ta về gót về tiền tà xa soi bên lâu châu đẹp mà xa
ơi cái sân ơi trần gian ơi đón cháu về sói trong ta miền bốn phương thái hòa, sông đất châu bà sói sáng tỏa đất xa, sói so đất nước ở hoa bốn mùa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Chấm linh linh nhật nhật đồng, chầu thương ai chấm linh linh nhật nhật đồng. Sao pháp phù diệt pháp tàu cầu vẻ ba ý à. Thương ai chấm linh linh nhật nhật đồng, sao pháp phù diệt cho đồng kinh hoa, chầu đồ cho phước đạo ngày hà xa ý à. Thank you.